đen. Là ngay chỗ nào đâu? Em thấy bò lên đây nè. Dạ. Bò hai cái đầu gối xuống. Bò à. Bò. À có nghĩa là từ ở dưới cái mé mương đi lên. Dạ. Thấy cha con bò lên con đi ra xa với mẹ con. Còn thấy hết hồn con muốn xỉu luôn. Trời ơi. Em nhớ chồng em. Sao vậy Nhi? Con sao vậy? Xin chào tất cả mọi người đến với video tiếp theo của Di Coi. Hiện tại thì Di Coi đang ở một cái vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Sóc Trăng. Phía trước màn nhỏ của cả nhà đây là cái chiếc cầu đã gây thương tâm cho một cái gia đình nhỏ. Bên trong ngay cái bụi tre, phía sau bụi tre đây chính là một cái gia đình nhỏ. Có một cái câu chuyện thương tâm. Người chồng biết bơi nhưng mà không biết lý do vì sao mà anh lại mất ngay dòng sông này, mất ngay chiếc cầu này và để lại người vợ và cùng với ba người con nhỏ. Thì cái câu chuyện nó như thế nào thì bây giờ Di xin mời cả nhà cùng Di vào bên trong để tìm hiểu cái câu chuyện thương tâm này nha. Vậy coi mình có thể giúp được cái gì thì mình giúp cho hoàn cảnh của chị. Đây là chắc là người vợ của anh rồi cả nhà. Đây. Dạ em chào chị ạ. Dạ em chào anh. Dạ. Em có nghe một người anh em giới thiệu á, dạ, là hiện tại cái hoàn cảnh gia đình của mình á, dạ, là ông xã mình mới mất rồi. Dạ. Rồi bây giờ là gia đình mình là hiện tại là có chị với lại ba đứa con nhỏ nữa. Dạ dạ. Dạ. Cái câu chuyện đó như thế nào chị có thể chia sẻ với em được không? Như là lúc đó em dắt chiều em đi bẻ táo về á. Dạ. Rồi em cũng vô nhà làm đồ ăn này kia. Rồi chiều á là chồng em có đi chơi vòng vòng, đưa con đi vòng vòng chơi vậy nè. Rồi lên câu cá trên cầu á. Cầu này luôn hả chị? Dạ dạ. Bốn dạ. Người. Bốn người? Dạ. Rồi như là không biết té hay là nhảy xuống làm sao mà dưới sông á. Rồi mấy người nhậu chung á có hỏi con của em, nói cha mày vô nhà chưa. Rồi con của em nó nói thấy như là nghe thấy gì, chắc nó sợ quên gì không biết, mà nó nói vô rồi. Nghe tiếng lên hay là đi thấy bóng gì không biết nữa. Nó nói vô nhà rồi. Rồi em nghe vậy em vô nhà dọn cơm ăn. Dọn sẵn vậy đó để ông xã lên ăn cơm chung mỗi ngày vậy đó. Rồi thấy em ngồi võng bên này nè. Thấy lâu chút rồi chút nữa không thấy vô. Rồi em hỏi cháu nói cậu hai đâu không thấy. Rồi cháu em nói thấy cậu hai ở đây nè. Rồi em đi ra đằng pin vậy đó. Rồi em xẹt thấy chồng em ở dưới đó. Là ngay chỗ nào chị? Là chị có thể chỉ em được không? Đây nè. Ở dưới này nè. À ngay chỗ này luôn hả? Dạ. Là cái chỗ mà mấy cái tre mà dạt dạt qua đây. Dạ dạ dạ. Thì dưới đó đó. Chỗ cây bình bát. Ngay cây bình bát luôn hả? Dạ. Mà lúc đó là chị thấy ảnh là ảnh nằm ngửa hay là sao? Nằm úp xuống. Nằm úp hả? Dạ. Nhưng mà cho em hỏi một cái là chồng của chị có biết bơi không? Biết. Biết bơi hả? Dạ. Cái con sông này phải nói gọi không phải gọi là con sông cả nhà, đây gọi là con rạch nhỏ thôi. Dạ dạ. Để đeo bãi hồi đó nhỏ lắm, bây giờ như là móc ra rồi đất mẻ từ từ mới lớn vậy. Dạ. Dạ. Rồi đây là nhóc ha. Dạ. Bây giờ đứa thứ mấy chị? Út. Út luôn hả? Dạ. Khó hiểu người ta. Biết bơi mà tại sao ngộ vậy ta? Dạ. Nhưng mà nãy chị có kể với em là con chị thấy là anh đi vô hả? Như là hồi đó nó đi ra đi vô vậy nè, qua đi chơi vòng vòng đi vô đi vô mà lúc đó tối lắm. Như là không biết thấy bóng là sao nữa mà nó thấy ba nó đi vô. Vậy ba đó. Đi vô luôn. Dạ, rồi em nghe nó nói vậy thôi mà em đi ra làm sao dọn cơm để một mâm sẵn để đợi ổng lên ăn á. Dạ. Mỗi ngày là dọn cơm ăn chiều, dọn chung ăn chung không à. Mà dọn ngồi rồi đợi một chút rồi một chút nữa không thấy ổng lên. Rồi tới khoảng mấy giờ thì mới phát hiện. Như là 7 giờ mấy. 7 giờ mấy tối? Dạ. Là bé lớn thấy hay sao chị? Thì nè đứa cháu trai rồi gái nè, vòng vòng đi nha. Chơi dắt chiều á. Dạ. Đây là con gái của chị ha. Dạ. Trời ơi.
Là hiện tại là bé đó là lớn nhất. Dạ. Xong rồi tới bé nhỏ này. Đứa trai kia cũng bằng vậy luôn. Dạ, bằng vậy luôn. Dạ. Một năm một đứa. Dạ. Thôi bây giờ chị dẫn em vào trong dạ. nhà thử nha chị. Nghe thấy nó thương tâm sao cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi vào nhà để mình tìm hiểu rõ cái hoàn cảnh của chị coi như thế nào nha. Mình bước vô mình thấy mình biết nói sao nữa cả nhà. Đây là cái kiến trúc của ngôi nhà nha. Kiến trúc ngôi nhà nè. À, nếu mà các bạn hoặc là cô chú mà đang xem ở trên video á, nhìn thấy cái này là sẽ biết cái lý do vì sao luôn nha. Mình không có nói nữa nè, thấy không? Đây quay sơ cho cả nhà xem nè. Đây là cái lý do mà có thể là đây là một trong những lý do mà khiến anh mất á. Nè, thấy không? Mình sẽ đi vô nhà quay kỹ cho cả nhà xem. Nè. Đây là cái bàn vị của anh. Dạ. Bằng vị của chồng. Dạ, bằng vị của chồng chị á. Dạ. Dạ. Ở đây là bà cụ, đây là mẹ. Mẹ của chị ha. Dạ, con chào bà nha. Dạ. Dạ. Thấy đứa nhỏ thấy ghét quá. Nó được mấy tuổi rồi chị ha? 5 tuổi. 5 tuổi ha. Dạ. Rồi chị cho em xin phép em hỏi chuyện một xíu gia đình của mình. Dạ. Dạ. Hiện tại là chị nãy giờ em nói mà em chưa biết tên của chị để biết xưng hô á. Em Kim Thị Sà Bươn. Dạ. Dạ chị năm nay là thứ mấy chị? Em Út. Út ha. Dạ. Vậy em kêu bằng chị Út đi. Dạ. Cho dễ. Là hiện tại là chị Út là sống ở đây cùng với chồng, ba đứa nhỏ với lại bà mẹ già. Mẹ trước đây là ở nhà mẹ bên. Dạ. Thì hôm nay mẹ qua chơi ha. Tại đám thấy mắt giùm dạ. ở đây. Dạ. Cái câu chuyện thương tâm đó thì nó xảy ra cách đây bao lâu rồi chị ha? Mới bữa thứ mùng 4. Mùng 4 vậy là mới đây à? Dạ. Nhưng mà cho em hỏi một cái nữa. Cái căn nhà này nè là ngày xưa là ai cất? Như là anh bên này cất. Có bà con gì mình không? Không. Không hả? Dạ. Dạ. Cũng như giống như là hàng xóm rồi qua phụ dạ, nhau dạ, thôi dạ. đúng không? Kêu làm ngại á. Còn thiết kế này là hầu như là bình thường đúng không chị? Là dạ, hồi đó giờ nhiều chỗ đúng không? Dạ. Nhưng mà cái này có phải là cái nhà kiểu như nhà xuyên tâm không ta? Cái cấu á. Xuyên tâm sao không hiểu? Là không hiểu không biết hả? Dạ. Không biết là có phải không cả nhà, thì thường thường em thấy á, thường thường là bà cụ thường thường là con nghe nói là người ta xây nhà 3 căn đúng không bà? Ít có ai mà xây nhà 2 căn lắm. Tại vì 2 căn thì sẽ có cái cây xuyên tâm ở giữa đi ngang á. Dạ. Thì con thấy cái này là con không biết phải là cây xuyên tâm hay không. Bà theo bà biết phải cái này là phải xuyên tâm không? Hồi đó định xem trả lại cách đó thì ông già mất. Ông già mất rồi lo đi. Ông ruột, ông già, ông ba ruột á. Dạ. Vừa đang cắt là bắn mắt luôn. Cho đó cắt, tôi ra cắt để cho vậy đó, ai lại cũng la hết rồi. Ai lại cũng la hết đúng không? Có nghĩa là ai thấy căn nhà này cũng la hết. Dạ. Thấy cái bà hơi lạ. Dạ. Rồi. Thì hồi nãy con khi mà con bước vào nhà đó, em xin phép chị ha. Em nãy có bước vào nhà thì em có thấy cái căn nhà của mình. Dạ. Thì thật ra thì hồi đó giờ em chưa bao giờ thấy cái căn nhà như vậy luôn. Người ta nói cái căn này gọi là nhà 2 căn mà rất là kiên kỵ khi mà cất những căn nhà thế này. Dạ. Nghĩa là nhà xuyên tâm. Là xuyên tâm là sao? Có nghĩa là nó sẽ gây ảnh hưởng đến gia chủ. Dạ. Đó.
Đây thì mình sẽ cho các vị khán giả xem ha. Có thể là mình sẽ đi hỏi những người lớn, rồi những người lớn có thể là chia sẻ lại. Nhưng mà mình theo mình suy nghĩ, mình đã tìm hiểu và theo như bà cụ cũng đã nói luôn là căn nhà rất là lạ. Đó. Gọi là có thể người ta nói gọi là nhà xuyên tâm. Thì xe nhà xuyên tâm thì nó sẽ ảnh hưởng đến gia chủ. Dạ. Đó. Người già lại thấy cũng nói lạ rồi mà tại ta không dám nói. Tại dạ. Em không nghĩ như là bị cái gì hết, hay là cái này là tự em kêu thôi. Em không biết. À là chị dạ, chị, dạ. Chị kêu làm như vậy. Dạ không phải thợ làm đến đâu. Tại em thấy nhà chị hai làm vậy người chắc á, người thấy dạ. Hai bên không có cột nè. Như là trước đây là thợ đó là làm không có độ cột bên hai bên. Dạ. Rồi em tính làm như vậy như là đổi lên cho chắc một chút. Dạ. Dạ. Chứ không phải thợ làm đâu như là dạ. Em kêu á. Dạ, mà em đâu có biết đó. Như là dạ. Điểm xấu đâu. À, cái nghĩa là mình cất này không bình thường không gì hết. Dạ. Nhưng mà có cái cây này nè em chỉ vậy luôn nè. Cây nè. Đây. Cái cây ở giữa nè thấy không? Dạ. Nếu mà không có cây này thì không sao. Không biết là các vị khán giả có đồng ý với ý kiến của Duy hay không. Nè. Cây này nè. Đó, cây giữa. Này, cây giữa đúng rồi. Dạ. Thường thường là sẽ có hai bên. Cây ở giữa này sẽ có hai cây. Dạ. Nghĩa là sẽ là ra ba căn. Dạ. Nó chia đôi căn nhà ra. Còn này dạ. Chỉ có phân nửa thôi. Dạ. Rồi. Cái câu chuyện này nó cũng đã xảy ra rồi. Để em dạ. Coi như thế nào cũng có thể sửa chữa lại hay không. Dạ. Dạ. Nhưng mà chị cho em hỏi cái nữa là cái lúc mà ông xã mất cái vị trí đó là ngày xưa là cái đó là có ai đã mất? Không phải, ở đây là bên chức nhà mẹ ruột á, là có một ông dạ, ông hơi già rồi. Dạ. Cũng như là năm mấy 60 tuổi gì đó. Trước đây là trước đó chưa cưới nữa, chưa gặp chưa cưới nhau. Dạ. Là bị ông đó bị như là qua đi chơi nhà bà nội con của em nè, rồi qua sông vậy đó, qua sông là bị cũng đuối nước. Dạ. Mà cái ông cụ là bị lâu chưa chị hả? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi dạ. Ha. Trời ơi. Rồi hiện tại bây giờ là cái căn nhà này chỉ còn mình chị với lại ba cháu nhỏ. Dạ. Cái công việc chính hàng ngày của chị Út là gì chị Út? Em đi làm mướn vòng vòng xóm. Dạ. Như là vừa coi con vừa làm luôn, chứ không đi đâu, đi công ty không được. Dạ. Thường thường là mình làm mướn là mình sẽ làm cái công việc gì chị? Đi dặm, đi bẻ táo. Dặm lúa ha? Dạ. Rồi bẻ táo hả? Dạ. Em chị cho em hỏi cái thu nhập một ngày mà khi mà đi dặm lúa là bao nhiêu tiền? Đi dặm thì ngày 200. Ngày 200. Còn đi bẻ táo 180 à. Là mình đi từ mấy giờ tới mấy giờ? Đi nếu đi 6 giờ 2 giờ về. 6 giờ sáng. Dạ. Nếu đi 7 giờ thì 3 giờ về. Dạ. Trời ơi. Nhưng mà đâu phải ngày nào cũng đi hết hả? Dạ. Như là bẻ được 2 ngày thì nghỉ 3 ngày. Trời ơi. Nếu dặm thì nhầm người kêu, nhầm người không vậy đó. Dạ. Có nghĩa là ai kêu thì mình làm. Dạ dạ. Còn nếu không kêu là không có tiền luôn. Dạ. Không có tiền rồi cái cuộc sống của mình khi ông xã mất rồi mình xoay sở ra sao? Em cũng không biết nữa. Tại vì con còn nhỏ nó còn đi học á, rồi không có ai đưa rước. Em đi làm công ty thì không có ai rước con. Dạ. Chỉ có em rước nó thôi, hai dạ. Đứa nhỏ, con đứa này đi học tự đi học được. Dạ, bé gái bé lớn thì tự đi học được. Dạ dạ. Dạ. Còn một cái đứa ở giữa là con trai hay con gái? Trai luôn. Trai luôn. Dạ. Đi chơi ha. Đi nhà nội. Đi qua nhà nội rồi. Dạ. Dạ. Chị cho em trò chuyện với bé gái xíu ha. Dạ. Dạ. Em cho chị em cho em xin cái mic. Đây. Cho chú gắn cái mic cho con nha. Con phát rồi. Quậy quá trời luôn nè. Thấy thường quá. Rồi chú chào con nha. Dạ. Con năm nay là con bao nhiêu tuổi rồi con thể dạ. Giới thiệu chú biết được không? Dạ con 13 tuổi. 13 tuổi ha. Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Nhi. Nhi? Dạ. Ừ. Nhi là hôm nay học con học lớp mấy rồi? Dạ năm nay con lên lớp 7 rồi. Lớp 7 hả? Dạ. Mà con có vẫn đi học bình thường đúng không? Không có nghỉ đúng không? Dạ. Cái ngày mà hồi nãy con mẹ chú nghe mẹ con nói á, cái ngày mà ba con mất á, là lúc đó là con không biết mà con thấy bóng của ba đi vô luôn hả? Dạ. Là lúc đó cái câu lúc đó là con thấy sao con kể chú nghe được không? Dạ con thấy ba con bò lên á. Thấy ba bò lên. Dạ. Là lúc đó là mấy giờ con nhớ không? Dạ lúc đó có 7 giờ mấy. 7 giờ mấy? Dạ. Bò lên luôn. Dạ. Là con thấy bò chỗ nào? Bò nào? Bò trước nhà. Đó, chú chỉ cho con dẫn chú ra thử coi. Rồi chỗ nào con chỉ cho chú coi.
đi đi ra ngoài thử coi, con chạy ra ngoài với con coi. Lúc đó là buổi tối mà sao con thấy được nhỉ? Dạ. Buổi tối mà sao con thấy được? Dạ con thấy gì đen đen, thấy bò lên. Thấy đen đen hả? Dạ. Đen đen. Là ngay chỗ nào đâu? Này. Ngay chỗ này luôn. Dạ. Bò lúc đó. Là cái chỗ này là nãy chú có nghe mẹ con nói là ba con nằm ngay đó mà. Dạ. Con thấy bò lên đây nè. Bò từ ngay đây bò lên. Ừ. Là có đi vô nhà luôn không? Dạ có. Dạ. Gì ghê vậy? Cái tư thế bò như thế nào con thấy vậy hiện tại? Dạ. Bò hai cái đầu gối xuống bò đất. À. Bò con diễn cái chú coi nè. Dạ chị nè. À có nghĩa là từ ở dưới cái mé mương đi lên. Dạ. Nhưng mà lúc đó là con đứng ở đâu mà con thấy? Dạ con đứng trước nhà. Đứng trước nhà. Rồi con thấy cha con bò lên, con đi ra sau với mẹ con. Thấy cha bò lên xong đi ra sau với mẹ. Dạ. Đó là con đi ra con kêu mẹ hay sao? Dạ con vô kêu mẹ rồi em con á, nó thấy cha con nằm ở dưới con nên con tưởng cha con đi vô rồi. Ừ. Rồi em con lại vô kêu mẹ em con nữa. Là con vô thì nói mẹ là cha mới vô nhà. Dạ. Rồi em trai con á thì nói với mẹ là thấy cha nằm mé mương. Dạ. Vậy là theo như con chia sẻ là cái người mà con thấy chỉ là cái bóng thôi. Dạ. Cái bóng thôi. Nhưng mà lúc đó con thấy nghe em con nói vậy rồi con cảm giác con lúc đó như thế nào? Con thấy hết hồn, con muốn xỉu luôn. Trời ơi. Giờ nhớ ba nhiều lắm không? Dạ nhớ. Nhưng mà lúc đó là ai sẽ ai kéo ba lên? Dạ mẹ con với con. Mẹ với con em con. Lúc đó là con thấy lúc mà con ra là con thấy ba nằm ngửa hay sao? Con nằm úp. Nằm úp hả? Dạ. Nhưng mà ba con biết bơi mà đúng không? Dạ biết. Kỳ vậy ta. Thôi mình đi vô nhà đi, trời mưa rồi. Đi hãy chú cháu vô nhà chú nói chuyện tiếp. Kỳ vậy ta. Rồi nó nằm võng kìa. Hiện tại thì trời đang mưa rất là lớn ở nhà nên mình phải vô nhà để mình trò chuyện với bé. Khó hiểu quá. Nhưng mà cái em mới hỏi bé Nhi á, bé Nhi có nói là khi bé Nhi thấy ông xã chị ở dưới bò lên là vô kêu chị, đúng là chị đang dọn cơm hả? Dạ. Rồi xong rồi thằng nhóc nó mới vô là nó nói là ba nằm dưới sông. Dạ. Cháu. Cháu. Em thấy lâu rồi em hỏi. Dạ. Là thấy cậu hai ở đâu, xong thấy vô. Dạ. Rồi nó nói cậu hai cậu đó đó, rồi em kiếm điện thoại để em pin á, em đi thấy rồi em thấy cái túi nó hình ga đỏ đỏ đó. Dạ. Rồi ổng cởi áo à, mùi xà lòn. Dạ. Rồi em cầm lên vậy nè, thấy môi tím hết trơn nè. Rồi Nhi thì cái giờ chú hỏi con cái công việc học tập hiện tại của con giờ sao, Nhi nó có ổn không hay là con có thấy thiếu thốn cái gì không? Dạ không, con đầy đủ rồi. Đầy đủ đúng không? Dạ. Năm nay là bắt đầu là năm nay là con vô lớp 7 hay là lớp 8? Lớp 7. Nghĩa là nghỉ hè xong. Giờ dạ. Hiện tại đang nghỉ hè nè. Dạ. Nghỉ hè xong bắt đầu là vô lớp 7. Lớp 7. Ừ. Rồi con có dự định là sau này lớn lên con làm gì không? Con đi làm công ty á. Làm công ty hả? Dạ. Bé nó mới chỉ suy nghĩ tới làm công ty thôi. Giờ là nhà là chỉ còn mình mẹ à? Dạ. Mình mẹ lo cho ba chị em. Ba chị em. À, ba mất vậy đó, đột ngột vậy đó. Ba mất đột ngột vậy con cảm thấy như thế nào? Như là trong cơ thể con hay là trong người con suy nghĩ như sao? Con biết không biết ai nuôi bố mẹ con nhé. Giờ hiện tại là con sợ nhất là cái gì Nhi? Dạ. Con sợ nhất điều gì hiện tại giờ? Con sợ. Sợ gì? Sợ đói. Sợ đói hả? Sao vậy, sao lại sợ đói? Tại vì chú thấy là mẹ còn đi làm mà. Mẹ chở em đi học á, không biết ai làm. Thì giờ nãy mình hỏi thôi cả nhà, nhưng mà mình biết cái cảm xúc hiện tại bây giờ. Tại vì chị Út á là đi làm có ngày được ngày không, chứ không phải là ngày nào cũng đi làm được. Mà nuôi tới ba đứa con là. Còn cái cuộc sống hiện tại bây giờ nó rất là khó khăn. Nhi thì trong cái quá trình nó học tập, thời điểm mà gọi là tuổi ăn tuổi lớn á, mà gia cảnh vậy nữa,
Chỉ ước mơ là sau này lớn lên để đi làm công ty thôi. Con suy nghĩ thử rồi con nói chú nghe thử rồi, ví dụ mà con làm một tháng được bao nhiêu tiền thì sẽ nuôi được mẹ với lại hai em. Một tháng con làm được bao nhiêu tiền? Con gán làm cỡ 5-6 triệu gì á. 5-6 triệu hả? Dạ. 5-6 triệu sao đủ? Phải dành dụm cũng được. Dành dụm? 5-6 triệu dụ chi phí ăn uống sao con chia thì chú biết được rồi. Năm dụ lãnh được 6 triệu đi. Dạ. 6 triệu con sẽ sử dụng làm gì? Con cho mẹ con 5 triệu con lấy 1 triệu được rồi. Trời ơi. Cho mẹ 5 triệu, lấy 1 triệu à. Rồi 1 triệu sao con ăn uống rồi con đi làm rồi xe cộ này xăng cộ này kia nữa sao đủ? Đủ. Đủ hết à? Dạ. Thấy thương quá cả nhà. Làm được 6 triệu là cho mẹ hết 5 triệu luôn. Cô nghĩ tới cái vấn đề nghỉ học đi làm phụ mẹ không? Không nghỉ học nha, cố gắng. Không có học, không có nghỉ học. Nhỏ lại mới được. Rồi, thấy thương quá. Được lớp 7 mà. Rồi bình thường cái khoảng thời gian này nè thì con ở nhà con làm gì con giúp mẹ? Giặt đồ rửa chén gì á, rất nhẹ gì á. Giặt đồ rửa chén với nhà. Biết nấu cơm không? Biết. Giỏi với ta. Biết làm đồ ăn không? Không. Biết chiên trứng không? Biết. Biết luôn. Giỏi vậy. Luộc rau. Biết chiên trứng mà biết luộc rau hả? Trời ơi. Thấy thương không? Rồi từ cái ngày mà ba mất cái giờ, cái ngày mà con gặp ba cái lần cuối cùng mà thấy ba bò lên á, là đến bây giờ là con còn thấy ba nữa không? Nhớ nha, nhớ phải cố gắng học nha. Sau này lớn lên để còn giúp đỡ cho mẹ nữa. Yeah. Ha. Đừng có suy nghĩ lung tung, cũng nhớ đừng có suy nghĩ cái chuyện mà bỏ học ha. Yeah. Ngồi đấy. Đây để cho chú trò chuyện với mẹ xíu nha. Sao Bibi? Thì hôm nay Bibi cũng có nhân viên đi cộng tác cùng anh Duy để đến với hoàn cảnh thăm những hoàn cảnh khó khăn ở tại miền Tây. Qua hoàn cảnh bé chia sẻ cũng như gia đình chia sẻ thì Bibi thấy rơi nước mắt khi mà gia đình bây giờ đã mất đi một trụ cột, chỉ còn người mẹ gồng gánh để chăm lo cho các bé. Không biết là rồi mai này đây thì các bé việc ăn học như thế nào nữa. Thấy thương xót quá nha. Hiện tại thì Bibi sẽ thay mặt chị Hiền Trương ở gia đình chị Hiền Trương ở Mỹ gửi cho gia đình bé 1 triệu đồng nha con nha. Dạ con cảm ơn. Cũng ngay là dẫn chú nha. Dạ. Con đường mà gần nhất đến tương lai là con đường học tập. Cố gắng học đi. Để sau này mình phụ với mẹ mình nha con nha. Dạ. Rồi. Thì tiếp tục câu chuyện anh Duy. Em cũng cho em xin phép là tại vì thấy câu chuyện okay. Xót xa quá. Thì vừa rồi thì Bibi cũng đại diện cho gia đình chị Huyền Trương có gửi cho gia đình một ít kinh phí. Thì em cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn chị Huyền Trương rất là nhiều. Dạ em cũng cảm ơn chị Huyền Trương rất là nhiều giúp đỡ gia đình của em. Chị Út thì hiện tại em thấy cái cảm xúc của mình á, cái cảm xúc của chị thì nãy giờ chị khóc rất là nhiều. Chị có thể chia sẻ cho em cái khúc mắc mà hay là cái khó khăn hiện tại mà lý do vì sao mà khi mà trò chuyện với tụi em mà chị lại khóc nhiều vậy không chị? Em nhớ chồng em. Như là đi làm về tối thơ nào cũng dọn cơm ăn chung hết. Có gì ăn cũng vậy à. Cũng không có đồ ăn cũng vậy. Dọn vô ăn chung gia đình vậy. Dù có đồ ăn ngon hay không ngon gì cũng đợi nhau ăn hết. Ông thích là thương mẹ con của con em. Em cũng không biết nói gì hơn nữa. Đi làm ở đâu vậy? Đi mua đồ ăn sao vậy Nhi? Con sao vậy?
con thấy mẹ con khóc con muốn khóc này nè. Quay con. Giờ con hôm nay chú đến đây nè, giờ chú có muốn giúp đỡ gia đình con, nhưng mà theo như cái suy nghĩ của con hiện tại bây giờ, con muốn gia đình mình cần cái gì hay là thiếu thốn cái gì, con nói thử nghe, con cần cái gì? Ừ, con có cần cái gì không? Con muốn một căn nhà để ở. Muốn một căn nhà để ở? Thì hiện tại cái căn nhà này nó bị dột hay sao? Dạ, hay là mới muốn trả đất cho người ta. Trả đất cho người ta là sao Nhi? Là con trả đất cho người ta là sao, con nói chú nghe coi. Mẹ con không biết nữa, cái này con không biết. Nhưng mà giờ nếu mà có căn nhà mới á, thì sẽ xây ở đâu? Hả? Sao Nhi, con nói coi, nếu mà có căn nhà mới thì xây ở đâu? Dạ xây bên chỗ kế nhà nội. Kế nhà nội, là có đất ha, có đất dạ. Bên nội ha, nội cho ha. Dạ. Mà vụ mà giờ chú hỏi nha, xây căn nhà mới là bao nhiêu tiền ta? Con biết không? Theo con nghĩ bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu tiền là đủ để xây căn nhà cho bố mẹ con ở? Dạ, cỡ 100. 100 triệu. 100 triệu là đủ chưa? Dạ đủ. Đó, cả nhà đây là những cái suy nghĩ của những cái đứa trẻ mà nó rất là ngây thơ. Nhiều khi nó cũng không biết là 100 triệu là như thế nào, hay là 5 triệu, 10 triệu như thế nào hết. Nhưng mà hồi nãy mình có nghe một câu là nếu mà làm được 6 triệu là cho mẹ hết 5 triệu, còn triệu để dành ăn uống. Và cái điều đặc biệt là hồi nãy giờ mình trò chuyện là mình thấy bé nó rất là mạnh mẽ nha, không bao giờ khóc. Lúc mà nó rất là kìm nén được cái cảm xúc của mình, nhưng mà không biết vì sao mà khi thấy cái người mẹ của mình rơi nước mắt là bé nó lại nước mắt lại nó chảy đi nha, nó tuôn trào, nhưng mà cái gương mặt nó vẫn không thay đổi. Có nghĩa là không bao giờ mà nó gọi là nó bật cái cảm xúc mà nó khóc, chỉ là để nước mắt tự chảy thôi, chứ không bao giờ mà dụi mắt hay là khóc hay là biểu cảm của cái chuyện khóc đó. Rồi nếu mà con cần căn nhà, con cần cái gì nữa không? Chỉ cần căn nhà thôi. Là chuyện học hành của con là ok hết rồi đúng không? Dạ. Ừ. Nhưng mà để chú hỏi mẹ cái việc nhà cửa đi ha. Dạ. Chị Út, bé Nhi nó có chia sẻ với em về cái việc mà nếu mà nhà sắp trả cho người ta á. Là sao chị Út, chị có thể chia sẻ không? Hồi đó ba chồng em còn sống. Rồi đất này như là ba mua ruộng mà dạ. Không biết tới kinh hay không. Bà rồi ba cho như là trước đây em có xin ba lại đi chăn vịt. Dạ. Nuôi vịt rồi từ từ rồi em ăn riêng gì đó. Tại vì ở trong nhà còn có em Út nữa bên chồng. Rồi em nuôi vịt rồi em làm chòi bằng cao su à. Rồi nấu cơm ăn riêng, hồi đó có nhỏ này à. Rồi từ từ như là em cắt nhà lá. Rồi ở đây là đìa không à, chứ không có đất vậy đâu. Đìa không rồi như là chắc một chút xíu ở mấy sông à. Rồi mấy sáng móc á, người ta móc đất lên gì nè, rồi em đem đất vô lấp đìa. Từ từ mới cắt nhà lá. Rồi mới có tiền làm từ từ vậy được vậy. Rồi sau này như là bác Tư thấy đất này vô bằng khoáng của bác Tư á, bác Tư đi kiện. Nói là đất này của bác Tư, kêu em trả bác Tư. Thưa lên tòa. Có nghĩa là chính xác hơn là ngày xưa đất này không phải là của mình. Là của anh ông nội. Dạ của ông nội. Dạ. Thì cái chuyện đó là của gia đình rồi, chắc chắn mình ở đất đậu thì sau này mình phải trả trả cho cái người chính chủ. Dạ. Đó, nhưng mà quan trọng là sau khi trả đất thì chị với lại tụi nhỏ sẽ dự định là sẽ sống ở đâu? Em ở vậy thôi chứ không biết ở đâu nữa. Nhưng mà nãy bé Nhi nói là về cắt kế bên nhà nội á. Như là cái đó chị có hỏi bên nội chưa? Trước đó nội có cho đất một chút. Dạ. Rồi em có làm đi làm đó. Rồi dịnh dùng tiền kêu sang móc lại làm nền chỗ đó. Dạ. Bây giờ chồng em mất không biết bà nội còn cho không. Chắc thì cái đó cái đất gia đình thì chắc không sao. Tại vì vì chồng em mới ra mẹ chồng lại chửi. Nói ha, tại em không coi chồng mới chồng chết. Nói tại vợ. Tại em không coi chồng mà để chồng chết vậy. Mới chôn xong nó lại ra làm.
Chốn bữa nay là mê đi lại chửi rồi đó. Người không biết còn cho đỡ không nữa. Em nghĩ là chắc người mẹ nào mà khi mất con thì cũng sẽ có những cái cảm xúc như vậy thôi. Dạ. Có thể là một trong cái nỗi đau đớn bồng bột thì mẹ phát ra những lời như vậy. Tại vì mẹ cũng là mất con thì cũng đẻ từng cái khúc ruột ra mà. Có thể là do là mẹ giận mẹ nói vậy thôi. Chứ là nếu mà nói về cái việc mà không chăm thì không đúng. Tại vì lớn rồi. Mà cái chuyện xua đuổi này cũng đâu có ai muốn đâu. Nhưng mà tội là tội ba đứa nhỏ. Cái cuộc sống hiện tại của nó giờ em thấy nó bấp bênh quá. Thằng nhóc này thì nó hồn nhiên quá, nó chưa có biết gì hết. Chỉ có Nhi thôi. Nhi thì nó còn suy nghĩ, nó còn biết được một xíu, mới có 12, 13 tuổi rồi mà đã biết suy nghĩ tới cái việc mà chăm lo cho mẹ với lại mấy em rồi. Bây giờ nếu mà cái ước muốn của chị hiện tại bây giờ là chị muốn cái gì, chị có thể chia sẻ với em một xíu được không? Nhà em thiếu thốn nhiều quá, không biết muốn gì. Vậy ví dụ như muốn nhà thì cũng được, nhưng mà sau này không có gì nuôi con. Có nhà ở mà không có gì nuôi. Vậy thì bây giờ mình cần cái gì đầu tiên, cần cái gì trước? Nếu em muốn con bò nuôi để nó đẻ ra từ từ vậy đó. Rồi sau này mình có bán gì được, nuôi con ăn học sau này. Nuôi bò hả? Dạ. Là con bò vậy bao nhiêu tiền chị? Em cũng không biết nữa, không từng mua. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình nuôi, mình có kinh nghiệm để mình nuôi được không? Có anh hai nuôi, hỏi anh hai. Dạ. Anh Nghĩa. Trời, ước mơ nhỏ nhoi cả nhà. Bò thì khoảng mười mấy hai chục triệu thôi. Dạ. Là có một chú ngé để mình nuôi rồi. Nhưng mà cái em sợ là khi mà chị nuôi rồi mình đi làm nó thì, không có thời gian để đi làm. Thì cố gắng hai mẹ con như là đi học về chiều cắt cỏ này kia, rồi chừng nào cắt lúa mình gom lại để cho nó ăn dựa lên. Hiện tại bây giờ thì mình cũng không biết nói gì hết cho cả nhà. Thì hôm nay là em đến đây thì em cũng giống như là một cái duyên em gặp chị với lại tụi nhỏ đi. Thì em thì không có cái gì nhiều hết. Đây là cái số tiền mà hiện tại là em đi làm được. Em gửi cho chị với tụi nhỏ có thể là mua gạo hay rau gì đó để mà mình ăn cơm. Thì em gửi chị ha. Dạ em cảm ơn. Thì sau khi em đăng cái video này lên, nếu mà cô chú mà đồng cảm với cuộc sống của gia đình mình á, và cô chú thương tụi nhỏ á, thì cô chú giúp được cái gì thì tụi em sẽ đến, em giúp cho chị. Nhìn thấy chị với tụi nhỏ hiện tại bây giờ em cũng không biết nói gì hết. Đặc biệt là cái ngôi nhà từ đầu tiên em vô là em thấy em hết hồn luôn, em cũng không để ý. Nhưng mà khi em thấy em mới phát hiện. Nếu mà cô chú mà nếu mà xem được cái video này có suy nghĩ giống như Di hay là có ý kiến thế nào thì có thể bình luận dưới phần video. Chị Út có xài số điện thoại không? Dạ có. Dạ. Đó, tao thì giọt đắt hết trơn. Đó, thì chắc Di cũng xin kết thúc video. Nếu mà cả nhà có cần gì liên hệ gì thì xin hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại Di để trên màn hình ha. Dạ. Thì em cũng chúc chị với lại gia đình thật là nhiều sức khỏe. Cái chuyện gì qua thì nó cũng để cho nó qua đi từ từ. Mình sẽ cố gắng mình làm lại. Bây giờ em nghĩ là cái mong muốn của chị đầu tiên là chỉ có muốn có sức khỏe để đi làm, có tiền để nuôi cho tụi nhỏ thôi. Thì còn những cái việc mà sau này như thế nào đó thì từ từ mình tính tiếp. Ha chị ha. Mỗi người nó sẽ có một cái số, có một cái mặc định sẵn rồi. Nên là chị đừng có buồn nhiều quá. Dạ em cảm ơn anh nha. Thôi chú chào Nhi nha. Cố gắng lên nha con. Nghĩ nhau nhất luôn nè. Con tên gì? Con tên gì? Có biết tiếng Việt không chị? Biết hả? Mắc cỡ. Bà nội Việt. Biết tiếng mắc cỡ rồi. Thôi em chào gia đình nha. Em cảm ơn. Cảm ơn con.